Hoàng Như Minh xin kính chào quý chú anh chị nha. Ban quản lý học viện cũng chở người đến luôn ha quý anh chị. Bây giờ chiều quý cô chú anh chị ơi, thì chẳng như ngày nào thì anh em mình cùng nhau tập trung buổi chiều để là lau dọn mộ cho chú ha. Còn chú Lăng, hai chú Lăng này á là thường thường là tới ngày mùng 1 hoặc là 29 hoặc là 15 rằm gì đó là anh em mình mới tắm rượu cho ông ha. Hai ông cũng gia hộ và độ canh giữ ở nơi đây ha, cho nó an toàn ở nơi này, bảo vệ hết các nghệ sĩ ở đây. Đó, quý chú anh chị. Mùa xuân thì sắp đến rồi quý cô chú anh chị ơi. Lá rừng thì gơ xào xạc. Đó. Sáng vô bữa nào cũng thấy là lá gơ hết. Anh kia bên hậu viên người ta cũng mới vừa tứ rồi ha quý chú anh chị. Đó. Hậu viên người ta cũng tứ. Nó ta tứ mộ kìa. Đây anh Ngọc thì cũng lâu này. Thì mình để đây ha quý anh chị, mình lau mộ đi. Thật lên lắm. Mèo còn ghét đánh, đừng nói ai. Vậy đâu hết rồi. Rồi là bảo cậu coi. Nói là hai chữ măng thì ta già đi. Đợi cho hết giận ta cứ. Hết giận ta cứ. Cậu rồi cậu cái thảo cho bạn ơi, bạn ném qua bên đi thôi bạn ơi. Bạn Thảo. Rồi được rồi, giỏi rồi. Tới đụng máy đây nha Thảo. Để phòng chế lên. Mình coi để thợ kế để không? Thăng làm như thăng chứ lắm ngày nào không thợ kế. Trời ơi. Nói cái gì vậy? Nổ luôn. Trời ơi, con ba rớt xuống nổ cái con ba hú hồng bởi kìa. Trời ơi, nó vậy? Nó nổ chai nước luôn kìa trời. Trời ơi. Cho dám quýnh chú nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, nó ở trên nè. Thấy chưa, con dám hộn láo nghe với chú là ông Năm ông phạt rồi đó, thấy chưa? Thấy chưa, mốt không có ổng nhai chưa? Đó, ông phạt rồi. Ô, xanh mặt mày luôn rồi. 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 Cái đùng luôn mà. Cái đùng luôn, thấy chưa? À, văng lùm lum luôn nè. Rồi. Xanh mặt mày chưa rồi? Xanh mặt mày rồi, rồi chưa? Rồi lỡ thấp hơn đi, lỡ thấp hơn ông Năm đi. Mới sáng sớm năm đi. Mới sáng sớm là mày vô là quýnh chú hết rồi nha. Giờ này. Trong bà chiều nay là quýnh chú Minh nè. Nó quýnh gì nào? Nó quýnh quýnh nó nữa hả? Chú tầng cá nữa. Nào nãy quýnh anh đó, bạn đó. Ủa khán giả đến luôn kìa. Khán giả tới quá chừng luôn con chú anh chị ơi.
À, dạ, chào cô. Thắp hương hay chào cô? Hương bên đây cô. À, mình ngưng lên tí xíu cho mấy cô mấy chị ha. Lao thắp hương cái đi. Để lại qua đây đi. Để cho mấy cô thắp hương cái đi quý vị chúng chị. Mình mấy anh em mình vô lao tiếp. Nói chuyện sao? Giờ có mấy cô mình lịch sự. Ủa chị gần đây không chị? Chị. Dạ. Ngô gia. Ngô gia trên đây tí xíu nè quán cà phê. Ngô gia. Hồi đó là quán cà phê lớn lắm á. Có bỏ em lại chỗ hát với nhau á mà có mấy cái đồ con nít á. Đúng rồi đó. Em trèo lên đó em thích đu mà chị em cười quá trời. Ừ. Dạ. Dạ. Anh Ngọc né né ra đi anh Ngọc để cho mấy cô ấy đây. Dạ. À. À, ủa, à, anh chị mình đến đây mấy lần rồi chị? Nhà gần đây, đến đây bữa nay đi đưa anh mất rồi. Mất xong mình ghé đây luôn ha, mình biến luôn ha. Dạ. Mình có ghé đây lần nào rồi chưa chị? Mình có trước khi mình đến đây lần này là mình trước đó mình có ghé lần nào chưa? Chưa luôn ha. Chắc là đây là lần đầu tiên ha. Dạ. Ý rồi chị nói là lúc trước chú Thanh Điền ông nói cái vụ mà ấy cái gì? Dạ. Đó. Cho mấy anh chị thắp hương xong mà mình vô mình làm tiếp nếu quý vậy. Đó. Rồi, buổi trưa thì nắng nóng thì anh áo vàng cũng dọn dẹp buổi trưa quý cô chú anh chị. Đó. Anh nhảy vô thùng rác luôn anh đứng trọng anh nhúng nhúng trọng á. Không cần nghĩ mà em chút xíu. Rồi chưa? Còn nữa hả? À đây là mình thắp hương cho cô Thanh Nguyễn Quệ ha chị. Dạ. Dù Linh. Gặp kinh. Nóng. Cái nóng không? Nắng. Trời dưới vô. Tất nhiên cho cậu. Đừng không biết chứ. Anh đâu lừa được em. Chiều mấy anh em lau mộ. Lau đèn chăm dầu. Tất nhiên cho cậu cái đây. Anh leo lúc nha, cậu chưa? Rồi chuẩn bàn cái gậy con. Anh lớn để dậy lúc nha trước đi. Mấy em thấy đó nặng rồi. Là bắt đầu mình trước khi đối với cậu xong mình đốt vuông đi con quanh. Chạy trốn. Đang lúc nha, cậu chưa đây Khang. Đó. Anh nấu vàng nóng giờ luôn coi. Xung quanh rồi. Nhờ được tao mới nhờ chứ nhờ không được ai nhờ làm gì? Mở cái gì? Nhờ không được không ai nhờ hết á. Cho anh điếu nè. Anh đi con điếu anh đốt cái nậu coi. Thấy giờ xưa nó đốt có một đứa cậu rồi. Vậy giờ đốt hết gói luôn là bảo đảm. Bây giờ mình đốt điếu nữa, đốt sân khẽ chứ chú. Rồi nè nè, rồi giả đốt ngang đi. Hai con ra Hảo. Con này, đi ra chú bác chứ. Con mèo dắt em đi ra ngoài đi mèo. Đi vô. Mèo gác em đi chơi đi mèo. Mèo này cũng lì quá trời lì sao. Phải xuất hồn một lần là cũng còn lì ha. Cái dân này ra nó mạnh lắm. Chiều nghe mộ của cậu Năm rất là vui luôn cô chú anh chị. Hello cô chú anh chị, bên kênh anh Minh qua kênh chú Tiểu ủng hộ. Mình có thể xuống không sao vậy? Đây hả? Cảm ơn anh nấu vàng. Anh không quay từ lúc nội vàng. Buổi chiều bà cậu quá trời đông vui ra cô chú chị. Cho hút
cô uống luôn chưa? Rồi rồi, đóng đóng. Để cho anh ngồi bên kia. Cấm từ người đi. Kìa bên kia đông quá trời đông kìa. Đông không năm đẹp không? Bên kia đi qua nhóc luôn kìa. Lần đầu tiên mình về giếng luôn hả? Lần đầu tiên mới về đây. Dạ. Yeah. Mất tiền quá rồi. Ở đây túc trực luôn hả? Dạ. Hay vậy? Sáng chiều. Từ sáng tới chiều luôn hả? Dạ. Sáng chiều. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Dạ. Cảm ơn chị mọi người nha. Rồi cảm ơn. Cảm ơn cô Sáu. Cô Sáu về không? Ô, đưa cô Sáu về sao mà bây giờ gọi nó cô Sáu rồi Phương? Cô Phương 16. Đi sao nó cô Sáu, cô Sáu rồi. Em để cô xuống cô 16 gọi rồi. Đó. Hả? Nhà 16 người con. Xe mình nha. Thôi đắp thêm không à? Thôi qua điện thôi, đi xuống đường, xuống đường. Rồi, đứng trước này đi. Rõ ràng. Đi ngang ha. Năm mươi và hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2023. Con tên 36 tuổi, có kênh YouTube Di Minh Vlog. Thắp nén hương trình giữa các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh lâm thần hội pháp ở nghĩa trang qua Di Bình Dương. Cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông thân thật giỏi văn ngoan, có pháp danh Tâm Giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, còn gọi 66 tuổi. Hôm nay Di Minh xin thắp nén hương cho tất cả bà con cô bác cảnh sát trong ngoài nước gửi đến thì nén hương làm cầu nguyện với chú được giảng sanh về miền đạt. Xin các vị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dương trạch thần hoàng bổn cảnh long thần hộ pháp nghĩa trang qua Di Bình Dương chứng nhận nhau. Cảm ơn anh luôn. Thôi mấy anh em mình đi ấy luôn. Đi cắm hương xung quanh luôn. Để cầm em đốt hương giùm cái đi. Trời ơi, cũng đốt cái hết gần nửa cây luôn. Hai luôn á. Cho nó cháy với mình nữa tắt. Có mỗi người cháy. Tết gần đến nè, anh có mua đồ Tết chưa anh Duy Phương? Chưa. Đợi qua gầm tháng chạp mới mua. Gầm tháng chạp mới mua. Mua đi sớm. Người còn lên xuống, chưa biết cũng đứng chỗ nào. Lên xuống lúc thăng lúc chầm hả? Ý là chúng nó còn lên ký xuống ký, biết đồ chỗ nào mà mua. Giờ mua sớm, đợi Tết mặc lên nữa, mặc hết vừa sao. Để mua dư đi chứ cho chắc ăn. Dư rồi, giờ anh Tết ốm queo xuống cái mận động thanh thang. Chả dèo sao cũng nói được hết. Bữa này lạ không? Mình dọn mẫu xong mà trái cây còn y nguyên thấy ấm cúng á. Mà bữa dọn xong là trái cây mất tiêu rồi. Chú Nam Hùng. Đây là nghệ sĩ ưu tú từ còn. Giống chú Hành Điền cũng vậy. Dạ. Số biển số xe của chú Hành Điền đẹp lắm. Không phải.
Ở dưới đèn không? Không. Không hả? Có chuyện gì nghe coi anh ông già. Anh biết nói gì. Cái chị đại kia, thông tin chị đại kia sao anh nói vậy? Chị lên đi nấu vậy giờ có biết gì nữa đâu. Nghe chị chia sẻ cũng mới quá ha. Thôi mà mấy người hay nói, mấy người không có là. Ờ à, đúng rồi. Chị qua được bên Malai là chị đó chị cho 5 miếng đất luôn. Hàng chi bữa chị Ni, đúng không Phật? Chị Ni chỉ đăng lên là mình cũng không hiểu. Thì ra là cái chị đó công kích chị. Thùng to rỗng ruột là vậy. Thùng to rỗng ruột hả? Mộ của chú càng ngày thì càng vắng là quý của chú chị. À, mấy anh em mình là cũng là những người mà cố gắng ở đây cho đến cái ngày mà có thể khi nào mà mình đi thì mình đi chứ mình không nói trước theo quý chương trình. Mình cố gắng ở đây đi gần đó là anh em mình đã như mình nói rồi, đi gần là anh em mình chia sẻ không có view, nhưng mình cố gắng mình đối với ai thì không biết, nhưng mà đối với Duy Minh đó là Duy Minh đang mang một cái ơn của chú. Lúc nào ở trong lòng của mình á, của Duy Minh á, quý anh chị cũng muốn là nghĩ là cố gắng ở đây hết, nó mong là để là chia sẻ cũng như là mình chăm lo mộ cho chú nè, dọn dẹp và cúng kiến cho các hương linh ở trong nghệ sĩ này và với cái thời gian thì Duy Minh không nói trước được, nhưng mà sẽ cố gắng quý anh chị. Tại vì một khi một cái lời nói của mình nói ra là mình phải giữ lời đó, chứ không thể nào mà nói bằng cái miệng đó quý anh chị. Ở đó hôm trước anh Phương anh cũng có cái chú gì anh gì đạo diễn gì cũng mời đi theo làm cameraman, nhưng mà anh cũng khi đi nghĩ lại không đi. Khi đi nghĩ lại đâu, quyết định ngay cái lúc đó luôn, định ngay lúc đó, nhưng mà lúc mà quay thì anh chưa có quyết định. Quyết định chia trên video rồi quyết định được. Thì cũng dạ dạ vậy thôi. Nhưng mà ở với chú thì qua kiếm Neo trả tiền. Quên đó, gửi tiền cho anh Neo chứ. Neo ơi. Đây anh chờ. Gửi tiền cho anh Neo. Quay cho anh. Anh Neo ơi. Nêu có lấy tiền không? Có lấy tiền không? Hồi sáng hả? Ủa em chưa phát cho em cho tới nhận dùm được chứ? Sao dám nhận? Thôi anh nói dỡ nhận dùm đi chứ. Chưa không có anh cho nên là em không có trao. Cái gì vậy? Dẫn tao nữa nhận dùm đi. Anh biết đâu anh để có mặt anh luôn vô vậy. Trời ơi, đi nó đi với tao anh với nhau mà. Anh tính về hay gì vậy? Anh tính về chứ. Đây cái chị ở Bình Chánh. Wow.
đúng không? Chị Ánh Như gửi cho anh ở Sài Gòn, gửi cho anh 200k, mong anh nhận dùm ha. Mà phải chia Bình Chánh không? Ánh Như ở Sài Gòn đó. Đúng không? Hôm trước nói chuyện của bác chị không? Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Ánh Như Sài Gòn nha. Chị Bình Chánh đúng không? Em nhận tiền chị rồi nha. Rồi, có chị chậm đó nè, chậm nay 3 giờ. Chị Bình Chánh. Lời kia qua là mình lộn. Lộn hả? À, em cảm ơn chị nha. Chị Ánh Như ha. Em nhận 200 ngàn của Duy Bình gửi em rồi nha chị. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em chúc chị nhiều sức khỏe nha, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ. Dạ em cảm ơn nha. Em cũng thay mặt cho mấy anh em gửi lời cảm ơn đến chị, chúc gia đạo gia đình chị thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị đã hỗ trợ cho mấy anh em và gửi cúng cho chú Linh ha. Em có gì nhiều cúng chưa? Cúng rồi. Cúng chưa rồi á? Ở trên học trên đâu cúng đâu. Cho nên mai anh cúng chia ra ha. Mai anh cúng hả? Mai anh cúng rồi. Mang cúng gì chắc mai với dân học trên cúng là ba bông cúng sao mình chia ra bốn rồi chưa bốn bốn mà bốn mình chia ra bớt cho mai rồi. Mai em không cúng chứ mai anh cúng mai cúng rồi thôi mai anh cúng mặn đi mai cúng có mấy cái khay mặn như hôm trước đây đỡ cái thôi vậy là mai để anh yêu cũng tính cúng ngày mai nữa mà thôi quý anh chị tại vì hôm nay là tới mấy mâm luôn á quý anh chị và mấy mâm luôn thôi mình chia ra ha quý anh chị. Nhưng mà đặc biệt cúng xong là mình thỉnh hết hết nghèo quý chú chị chứ không phải như mấy ai kia mà bỏ này kia ăn không hết gì được kia. Thôi một lần nữa thì mình cũng rất là cảm ơn bà con ha. Đó, quý chú chị sau khi mình dọn ra rồi dọn ra rồi mà trái cây cũng vẫn còn ha, nó ấm cúng ha. Chứ buổi chiều khi mà trước đó thì khi mà dọn xong thì trái cây cũng hết luôn, hôm nay cũng còn lại thấy ấm cúng nha. Đây là trái cây của khán giả mà hồi trưa nè đến đây là viếng và mua trái cây quýt đường nè quý anh chị. Thì Duy Minh thì cúng buổi sáng đó, tới bây giờ luôn ha. Tới bây giờ luôn rồi thì buổi chiều nay thì thỉnh hết mấy trái vú sữa của chú anh chị. Anh Ngọc anh thỉnh anh cho mấy anh em ngườn trái gì đó quý chú anh chị. Thì buổi chiều nay đợi anh Ngọc là người về sau nhất thì trái cây thì để cho anh Ngọc anh ở lại anh cuối cùng anh chia anh cho ai đó anh cho ha quý chú anh chị. Anh cho hôm qua thì anh cho bảo vệ lâu rồi mấy chị kia thì nhận hoài à lấy hoài à cho nên là Duy Minh nói với anh Ngọc á để chia cho ai đi ngừng lâu lâu ngừng mới quý chú anh chị chia cho để mà anh bảo vệ ta canh giữ đây nè người ta cũng có cái công là coi ở đây khu vực này thì lâu lâu cho người ta chứ. Mọi quyền quyết định thì giao lại cho anh Ngọc buổi chiều heo quyết chú anh chị. Đó, trái cây này kia rồi anh thỉnh anh cho ai cho. Thì một lần nữa là Duy Minh cũng rất là cảm ơn ha. Chị Ánh Như ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho mấy anh em rồi số tiền. Duy Minh 300, anh Yêu 200, anh Áo Vàng 100, anh Ngọc 100. Hồi trưa thì Duy Minh phát cho anh Áo Vàng với anh Ngọc rồi. Còn buổi chiều nay thì anh Yêu thôi heo quyết chú anh chị. Thì Duy Minh cảm ơn chị rất nhiều ha. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát lộc. Bà con bác nếu yêu quý Duy Minh thì nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem trên video của Duy Minh ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con. Hẹn bà con là một cái video sáng mai ha quý cô chú anh chị. Muốn coi chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe nha. Chào bà con ạ.